Vâng, xin chào các bạn đã trở lại với phần demo của Nguyên Kiên. Với sản phẩm hôm nay chúng ta sẽ nhìn thấy nó là E4443. Đây, với cái dòng sản phẩm này thì như các bạn đã thấy rồi, một số cái tính năng nó giống như những cái đàn bình thường 343 hay là gì đó ngày xưa. Phát triển thì nó không có nhiều, nhưng mà nó chủ yếu thì với sản phẩm này thì nó về Yamaha đã cải tiến nhưng mà không nhiều lắm. Ví dụ như tính năng USB thì thực ra USB cũng không có xài được nhiều các bạn. USB mỗi nói lấy giá điệu nó rất là lâu, nhưng mà được tính năng hữu hiệu đó là tính năng học sinh, thì cái đàn này hỗ trợ cho học sinh rất ok, giống như cái phần son hay một số cái khác. Và bây giờ tôi sẽ làm việc các bạn. Hoan nghênh các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy cái Grand Vino. Cái phần tiếng Grand Vino của nó thì cũng khá là được. Ví dụ các bạn nhấn thế này, nhấn đến số 3 và các bạn kéo với cái effect bên này. Các bạn có cái echo, phần reverb của nó. Phần này tôi cũng đánh giá là ok, nói chung là được chứ không có hay lắm, nhưng mà thấy là được rồi. Cái đàn mấy triệu bạc đó thì các bạn để dùng ở nhà có thể đánh được. Và bây giờ tôi sẽ thử cái style của nó. Với phần style các bạn có thể nghe được ví dụ intro chiếc khăn gió ấm. Với tính năng này thì các bạn đã thấy nó cũng chẳng có gì đặc biệt. Nói chung là intro ở trong đàn nó thì nó dễ lắm. Bạn có thể chọn bất cứ một cái intro nào và các bạn nhấn rồi và nhấn bài số 0 thì nó sẽ ra cái tính tiếng gốc của nó, tức là cái on tết á, thì nó chỉ được có một tiếng thôi các bạn. Thì tính năng này mình thấy cũng hay. Ví dụ điệu piano ballad thì chúng ta nhấn piano ballad chẳng hạn, nghe là chúng ta có tiếng gì đâu. Đó, tương tự như vậy thì các bạn chọn một cái điệu của nhịp sáu tám, điệu slow rock chẳng hạn. Đó, thì tại vì ngày xưa mình xài cái 4-3 quen rồi, cho nên tính năng của cái này mình thấy nó y chang vậy. Ở cái đời này thì Yamaha cải tiến cho chúng ta một số tính năng, ví dụ như tiếng string này nó nghe nó ngọt hơn ạ. Các bạn có thể nghe cái tiếng này nó ok hơn, nó ngọt ngào hơn những cái dòng khác này. Bạn nghe nhé. Một số tính năng khác thì tiếng dụ như
Tiên mắt cô này cũng hay này. Đó, thì với cái dòng này thì mình cũng thấy là được. Nói chung là để tập thì chúng ta đã phân biệt được cái tiếng này tiếng kia rồi là ok rồi. Mình thích nhất cái tiếng 94. Tiếng này để đánh những cái nhạc nó hơi buồn thế. Ví dụ đánh điệu glam nó chúng ta đây rồi. Nhấn tắt đánh về Vino liền, các bạn nhấn phím này là phím nóng về Vino. Và các bạn nhấn cái tay này đến số 3. Đó, các bạn vặn cái nút bên này để chúng ta có để có cái reverb. Đấy. Đó, còn phần một phần để nói đến rất là bằng DJ. DJ thì nhấn cho đây các bạn đã có được những cái style của DJ, nó có một số 2 3 4 5 6 7 8 9 10 khoảng mười mấy cái á, thì nói chung là cũng nghe được. Ví dụ như EU đen chẳng hạn nhé, các bạn nghe thử nhé. Cái này thì giống như cái tính năng trẻ con mình chơi cho vui thôi, chứ mình cũng không đánh giá cao cái tính năng này. Nhưng mà nếu các bạn muốn á, thì các bạn có thể lấy những cái style trong đàn á, giống như cây 670 á, so sánh hơi khập khiễng tí nhưng mà nó cũng rất là ok. Mình thử cái design AB hay là 10 ở trong cái phần style 40. Đây rồi các bạn theo dõi mình đánh nha. Cái này chúng ta sẽ thay đổi từ số 1 đến số 1 này. Bạn bắt đầu nghe nha. 2 3 4 nè. Đó. Bạn chỉnh ở bên này ạ. Tức là chúng ta chỉnh cái effect để cho nó giống như một cái điều DJ. Đây. Bạn nhấn cho tôi 360 để vậy đi. Nói chung là về phần đánh giá này thì tôi hy vọng các bạn sẽ ủng hộ tôi, và nếu cần mua hàng có thể liên hệ qua số điện thoại 0973955861. Đồng thời để được hướng dẫn cụ thể hơn và thắc mắc về cái đàn này thì các bạn sẽ nhìn sau này, các bạn thấy là mấy cái cổng USB và cổng computer và cổng sustain này, cái cổng bên phải á mà tôi đang đánh này, đó là nó một cái cổng để cắm pedal. Cổng bên này là để cắm phone hoặc là ra dàn âm thanh. Còn cái cổng nhỏ nhất là các bạn cắm iPhone hoặc iPad hoặc là smartphone vô. Đấy, để lấy âm thanh ngoài. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở một video khác. Thank you.